Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng gặp nhau trong bản tin của kênh Tin Mới. Hãy cùng dành ra 10 phút mỗi ngày để cùng lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý sẽ diễn ra trong ngày trên kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau đây. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 12 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, thời tiết cực đoan đã xảy ra ở nhiều nơi ở Trung Quốc. Đầu tuần vừa qua, Thượng Hải hứng chịu một trận sét hiếm có, gió mạnh, mưa đá xối xả, mây đen bao trùm thành phố, ngày cũng như đêm, mưa xối xả chút xuống. Trưa ngày thứ Sáu, Đài quan sát khí tượng Trung ương Thượng Hải đưa ra cảnh báo sét vàng, hầu hết các khu vực đều bị sét đánh kèm theo dông lốc và gió giật mạnh. Cảnh báo bão màu xanh và cảnh báo mưa đá màu vàng được đưa ra sau đó cùng ngày. Cảnh báo gió giật màu vàng cũng được đưa ra cùng ngày. Dự báo sẽ có dông bão và gió mạnh từ cấp 8 đến cấp 10 tại khu vực trung tâm đô thị Pudong, Chongming, Songjiang, Qingpu, Minhang, Jiangding, Baosan và những nơi khác trong ngày hôm đó. Đoạn video do cư dân mạng quay được cho thấy, trước cơn mưa, mây đen bao trùm khắp thành phố Thượng Hải, một số ô tô bị ngập trong nước. Thời tiết khắc nghiệt hiếm có ở Thượng Hải và những nơi khác đã làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi giữa các cư dân mạng. Một số cư dân mạng thở dài, Thượng Hải khó khăn thật. Vừa sau đợt dịch lại mưa nữa. Cùng ngày, Nam Trang, thủ phủ của tỉnh Giang Tây cũng bị ảnh hưởng bởi mưa lớn và toàn bộ thành phố bị ngập lụt. Đoạn video cho thấy vào lúc 10 giờ sáng, một trận mưa lớn đã đổ xuống ở Nam Sương và một số khu vực đô thị bị ngập lụt. Ở một số đoạn đường, chiếc ô tô chìm trong nước chỉ còn trơ lại phần mái. Ngoài ra, khi ông Tập Cận Bình chuẩn bị thăm Hồng Kông, Đài Thiên văn Hồng Kông đã phát đi tín hiệu báo động số 2 vào tối ngày hôm đó. Từ ngày hôm sau đến 2 ngày tiếp theo, Hồng Kông sẽ hứng chịu những cơn bão dữ dội với sức gió lớn nhất đạt cấp 6, cấp 7. Một số cư dân mạng chế nhạo rằng mặc dù không khí chặt chẽ do an ninh của Đảng Cộng sản thực hiện, nó không thể ngăn chặn cơn bão mạnh mẽ do Chúa an bài. Thưa quý vị, cũng vào chiều tại Trịnh Châu, Hà Nam bị bao phủ bởi mây đen, sấm sét, gió mạnh và mưa xối xả. Ngày lập tức chuyển sang đêm và nước tích tụ ở nhiều nơi trong thành phố. Trước trận mưa bão, một bầu trời xanh hiếm thấy ở khu đô thị Trịnh Châu. Tờ Elephant News đưa tin, nhiều người dân đã chụp ảnh cơn mưa xối xả. Đoạn video cho thấy những đám mây đen tràn ngập thành phố và trời đổ mưa lớn ngay lập tức. Nhân chứng, bà Giang cho biết ban ngày trời đang nắng, sau khi tan sở thì trời đổ mưa đột ngột, như thể bầu trời bị thủng. Người qua đường không thể tránh khỏi. Một cư dân mạng ở Trịnh Châu nói, ngay lập tức trời trở nên tối tăm và giông tố. 6 giờ giống như 8 giờ, 9 giờ đêm. Tôi sợ hãi và khóc. Sấm chớp kèm theo sét đánh liên hồi, bây giờ cần gạt nước trên cao hoạt động ở mức tối đa. Và tất cả các xe họ đều bắn đèn flash kép và tiến về phía trước với tốc độ nhanh và nhiều người lái xe không dám nghĩ dừng lại ở bên phải. Đừng để xảy ra thảm kịch như năm ngoái đã từng xảy ra. Vào cùng ngày, tất cả các chuyến tàu trên tuyến ngoại ô Trịnh Châu tạm thời dừng lại trong ga và một số chuyến tàu đã trả khách tại ga Vành Đai 4 phía Nam. Một số tuyến đường ở Trịnh Châu tích nước, mực nước dâng cao qua đầu gối. Đoạn 3 hầm đường bộ Trinh Quang là hầm đường bộ phía Bắc Trinh Quang, hầm đường bộ phía giữa Trinh Quang, hầm đường bộ phía Nam Trinh Quang tạm thời kiểm soát được giao thông và sẽ giải phóng được trong các khoảng thời gian kiểm soát giao thông tạm thời của hầm đường bộ. Vào khoảng 7 giờ tối, sân bay Trịnh Châu gặp gió mạnh và mưa bão. 7 chuyến bay đi bị hoãn, 2 chuyến bay bị hủy và 2 chuyến bay đến từ Ôn Châu và Thâm Quyến đến Trịnh Châu và chuyển hướng đến các sân bay gần đó. Ngoài cầu Vồng sau cơn mưa, một bầu trời xanh hiếm thấy xuất hiện ở khu đô thị Trịnh Châu trong trận mưa lớn. Vào lúc 17 giờ 45 phút, Đài quan sát khí tượng Trịnh Châu phát tín hiệu vàng cảnh báo mưa dông và gió giật mạnh. Dự kiến trong 6 giờ tới, khu vực đô thị chính quyền Thượng Giới và khu vực sân bay Trịnh Châu sẽ chịu ảnh hưởng của mưa dông và gió giật mạnh, có khả năng gió giật mạnh trên từ cấp 7 đến cấp 9 trở lên. Kèm theo sấm sét mạnh, lượng mưa lớn trong thời gian ngắn và mưa đá sẽ xảy ra. Vào lúc 18 giờ 20 phút ngày hôm đó, Đài quan sát khí tượng Trịnh Châu
phát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu vàng và trụ sở kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán của thành phố đã phát động ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp 4 của thành phố. Đến 22 giờ 40 phút đêm, Đài quan sát khí tượng Trịnh Châu thông báo từ 14 giờ ngày hôm đó đến 21 giờ ngày hôm sau, trên địa bàn thành phố có mưa to đến rất to, mưa to cục bộ, lượng mưa tối đa là 149,0mm tại Hàn Quan trong huyện Guji. Cường độ mưa mỗi giờ lớn nhất là 105,6mm. Vào năm ngoái đã xảy ra một trận mưa lớn ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam. Ga tàu điện ngầm số 5 Trịnh Châu bị ngập và đường hầm Trinh Quang bị nhấn chìm, gây thương vong nặng nề. Sau đó, giới chức địa phương thống kê được 398 người chết và mất tích do thảm họa, nhưng công chúng thường đặt câu hỏi về tính xác thực của số liệu thống kê chính thức. Thưa quý vị, âm thanh lạ, nhật thực cá nhảy, phải chăng là dấu hiệu báo trước động đất lớn? Các chuyên gia Trung Quốc đã đưa ra tin đồn rằng âm thanh kỳ lạ như tiếng bò giống gần đây đã xuất hiện ở vùng núi Quý Châu là tiếng chim hót trên núi. Kết quả là, để đáp lại tuyên bố của chuyên gia, Vân Nam và Quý Châu đều đã xảy ra các trận động đất nhỏ để chứng minh rằng âm thanh thực sự có liên quan đến trận động đất. Người ta nói rằng đó có thể là đất kêu, nghĩa là âm thanh của ma sát giữa các bản khối vỏ trái đất trước trận động đất. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm được chia sẻ, nhìn chung, những trận động đất nhỏ sẽ không có đất kêu lớn. Lần này, đất kêu ở vùng núi sâu của Quý Châu đã kéo dài hơn 10 ngày và hàng ngày xuất hiện vào buổi trưa và chiều. Chỉ những trận động đất nghiêm trọng từ 9 độ Richter trở lên mới gây ra đất kêu nghiêm trọng như vậy. Vì vậy, sẽ có động đất nghiêm trọng từ 9 độ Richter trở lên xảy ra không? Hy vọng là sẽ không có. Nhưng hãy xem kinh nghiệm được ghi chép trong những cuốn sách cổ, xem những dấu hiệu nào sẽ xuất hiện trước trận động đất. Có thể dựa vào những ghi chép của các cuốn sách cổ để đoán xem những âm thanh lạ phát ra trong lòng đất ở Quý Châu cùng nhiều dị tượng gần đây ở Trung Quốc đang báo hiệu điều gì. Động đất thiên tượng. Nhật thực có xác suất cao nhất tương ứng với một trận động đất vào ngày hạn chế. Nhật thực có thể quan sát được bằng mắt thường đã xảy ra trên khắp Trung Quốc, Hán Thư, Dực Phụng, truyền trích dẫn Tiểu Nhã. Thập Nguyệt Chi Giao Thiên nhấn mạnh rằng sau nhật thực ắt sẽ có một trận động đất, đồng thời nói rằng hiệu ứng của nhật thực với động đất là rõ ràng, giống như ở trong tổ biết gió, ở trong hang biết mưa. Sách còn cho rằng sự thay đổi của bầu trời có thể thấy được từ khí của sao. Nhật thực và sự thay đổi của trái đất có thể thấy được từ những chấn động của những vật lạ. Hiệu ứng của nhật thực với động đất là rõ ràng. Mưa sao băng, Ngu Hương huyện Trí, quyển 10. Mục Cự Văn Khảo có ghi chép vào đêm ngày 15 tháng 7, năm Đồng Trị thứ nhất thời nhà Thanh 1862, thiên thạch rơi xuống như mưa, sau đó là động đất, hơn nữa là động đất liên tục. Ngày 7 tháng 10 động đất, ngày 7 tháng 11 lại động đất. Động đất, đất kêu. Vào năm 2022, ở vùng núi sâu của Quý Châu, Trung Quốc, âm thanh kỳ lạ như tiếng bò xuất hiện, có người cho rằng nó là rồng kêu. Năm Khai Nguyên thứ 22, đời nhà Đường, năm 734, vào ngày 18 tháng 2, hiện tượng mặt đất phát ra tiếng kêu như sấm, xảy ra trước trận động đất Tần Châu. Phần Ngũ Hành, quyển 37, sách Cựu Đường Thư đã ghi chép rất rõ. Đầu tiên, người dân Tần Châu nghe thấy một âm thanh âm âm dưới lòng đất ở phía tây bắc Tần Châu. Một lát sau, động đất xảy ra. Sách Tam Hà, huyện Trí của tỉnh Hà Bắc ghi chép lại một số dấu hiệu trước trận động đất vào năm Khang Hy thứ 18 và giờ Tị ngày 28 tháng 7, một dấu hiệu báo trước trận động đất ở Kinh Thành là có âm thanh lạ từ phía Tây Bắc, âm thanh như tiếng sấm. Âm thanh đó dần đến gần. Đột nhiên dưới lòng đất giống như đại pháo nổ, tiếp theo là hàng trăm hàng ngàn tiếng pháo đá, giống như đội hình binh mã 10 vạn quân đạp đất phi đến. Động đất, động vật dị thường. Cũng vào năm 2022 xuất hiện hiện tượng cá nhảy lên khỏi mặt nước ở Chiết Giang, Cát Lâm và Hồ Nhị Hải ở Vân Nam. Phần Ngũ Hành Chí Hạ, quyển 29, sách Tấn Thư có ghi chép ngày Đinh Mão tháng Giêng năm Vĩnh Hòa thứ 10, đời Tấn Mục Đế. Động đất xảy ra, tiếng kêu như sấm, gà lôi đều kêu vang. Sách Đại Đường Khai Nguyên Chiêm Kinh có ghi chép chuột tụ tập kêu ở đường phố và trong triều đình, động đất, mặt đất nứt. Động đất, thời tiết bất thường. Từ mùa xuân đến mùa hè đến năm 2022, sự bất thường về thời tiết đã xuất hiện ở nhiều tỉnh khác nhau trên toàn quốc Trung Quốc. Mùa xuân lạnh làm chết cả mầm cây, mưa đá mùa hè đập vỡ dưa, trái cây, lương thực, mưa đá to như quả trứng cũng làm hỏng các tòa nhà của thành phố. Trong những cuốn sách cổ cho rằng thời tiết bất thường như ban ngày, thấy sao thái bạch, mưa đá, tuyết đỏ, mây đen che phủ kín trời.
mưa dầm và hạn hán, mưa bất thường, gió và sương mù đều là sự cảnh báo của Thượng Thiên. Động đất, một việc mà quân vương ắt phải làm. Vào ngày 1 tháng 6 năm 1970 trước công nguyên, một trận động đất lớn bất thường đã xảy ra ở phía đông Hà Nam, giết chết hơn 6.000 người. Hán tuyên đế Lưu Tuân vì vậy đã xuống chiếu trách tội bản thân. Trong chiếu trách tội bản thân, Hán tuyên đế viết: "Trẫm thừa kế nghiệp lớn thờ phụng tông miếu được phó thác ở trên bá quan bách tính, chưa hòa hợp được với chúng sinh lúc trước động đất ở Bắc Hải, lang gia làm hư hại tông miếu tổ tiên, trẫm rất lo sợ." Ngày nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc gây ra không biết bao nhiêu tai họa cho nhân loại, dối trá phát tán virus khiến thế giới lao đao vì đại dịch chưa dừng. Nhưng Tập Cận Bình và chính quyền Trung Quốc chưa từng nhìn nhận những hành vi sai trái tày trời của mình, mà tiếp tục bưng bít và đổ lỗi cho cả thế giới. Thật là thái độ khiến trời không dung đất không tha. Đảng Cộng sản Trung Quốc gây ra không biết bao nhiêu tai họa cho nhân loại, nhưng Tập Cận Bình và chính quyền Trung Quốc chưa từng thừa nhận những hành vi sai trái này. Trung Quốc liên tiếp chìm trong các dị tượng, đại họa liên tục xảy ra, người dân cũng khốn đốn trong thảm họa. Nền văn minh cổ đại 5.000 năm với biết bao sách cổ quý giá về chiêm tinh, dự ngôn giải mã các hiện tượng kỳ bí của tự nhiên. Hoàng đế thời xưa biết chiếu vào đó mà phản tỉnh, sửa sai, mới có cơ hội giữ được quốc gia tránh khỏi thảm họa. Ông trời đã cho cơ hội, liệu chính quyền Trung Quốc chọn kết cục nào cho mình đây? Chúng ta hãy chờ xem. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại!